Chào tất cả anh em nhé. Hôm nay ta lại vào một cái khu vườn điều bỏ hoang đây anh em ạ. Tìm cái sổ đây, đây có gốc to lắm. Những gốc này thì bà con vườn bỏ hoang thì họ cũng chặt hết cái gốc rồi. Bây giờ nó lên được những cái thân mầm này. Mùa này thì nó hết một quả rồi anh em ạ. Sổ này thì nhiều anh em dặn thôi nó. Bây giờ tôi đi tìm những con gốc nào đẹp. Nó nhỏ nhỏ thôi anh em ạ. Cái gốc này to quá. Đào vài gốc. Để mời anh em hành trình cùng tôi nhé. Cái đoạn này bà con đang phát đây này. Trong dưới gốc điều này có một gốc. Trắng biết đẹp không? Nó không to đấy. To anh em ạ. To cũng đào. Giờ tôi đào gốc này. Vườn có hoang phát nó lâu này, bà con lại chặt đi. Trước khi đào cái cây này thì tôi sẽ cập nhật cái quả sổ cho anh em xem nhé. Mùa này thì nó hết quả rồi anh em, không có quả để quay. Cứ cùng lên rồi đấy nha. Đây anh em, sau một hồi cũng tìm được ba gốc đây anh em. Hai gốc to, một gốc nhỏ. Còn nhiều gốc lắm nhưng mà toàn gốc to. Đấy. Nó chặt thì nó chỉ được mấy cái củ này thôi, còn thân thì nó khá nhỏ. Bây giờ tôi cắt lọc cho nó sẽ mang về anh em ạ.
Đây anh em, cuối cùng được 3 phôi này. Cắt xong rồi. Phôi số 1 này. Phôi số 2 này. Phôi số 3 này.